chương 10. Trong thành Caesare có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức. Cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng, hỡi cột nay, đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng, lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói, lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy, bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê, mời Simon nào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ, người hiện trọ nơi Simon, là thợ thuộc gia nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người, đã trở lui, thì Cột-nây gọi hai người trong đám đầy tớ mình, và một tên lính tinh kính trong những lính thuộc về mình, mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-bê. Buổi sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành vừa nhằm giờ thứ 6, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn, khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, dán xuống và xa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng, hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống chi dơ giấy, chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng, phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ giấy. Lời đó lại lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đương nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cột-nây sai đi đã hỏi thăm được nhà Simon và tới đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Simon, tức là Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng, kìa, có ba người đương tìm ngươi. Vậy hãy đứng dậy, xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng, ta đây là người mà các ngươi đương tìm, các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời, đội trưởng Cột-nây là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Phi-e-rơ mời họ vào nhà và cho họ trọ lại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ. Có một vài người trong hàng anh em từ Giô-bê cùng đi với. Bữa sau, đến thành Cesare, Cột-nây với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào, thì Cột-nây ra rước, phục dưới chân người mà lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng, ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi. Phi-e-rơ đương nói chuyện với Cột-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng, người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc, hay là tới nhà họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm, thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến? Cột nay trả lời rằng, đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9 tôi đương ở nhà cầu nguyện. Thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi mà phán rằng, hỡi Cột nay, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy, ngươi hãy sai đến thành Giô-bê, mời Simon là Phi-e-rơ đến đây, người đương ở tại nhà Simon, thợ thuộc gia gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy, bây giờ thay thảy chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời,
để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng, quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vì nể ai, nhưng trong dân hay ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê. Kế sau dân đã giảng ra pháp báp tem thì các ngươi biết rồi. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Jerusalem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài. Sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại, Ngài lại biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài, rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu pháp báp các bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày nữa.